Rồi thì bước kế tiếp tôi sẽ hướng dẫn các bạn là sao lưu đồng bộ danh hình ảnh. Thì thông thường cái điện thoại của ta khi chúng ta chụp hình á thì ta vào thư viện. Đấy, ta vào thư viện đây. Ta sẽ có những cái hình mà ta đã chụp. Thì hình ảnh sẽ lưu trong thư viện. Bây giờ chúng ta muốn đồng bộ những cái hình ảnh này lên trên Google Photo để lưu trữ trên đó. Thì tại sao ta phải làm như vậy? Cái thứ nhất là ta lưu được những hình ảnh lâu dài và không sợ bị mất. Cái hai là khi ta đồng bộ quá như vậy thì ta sẽ giải phóng được cái vùng nhớ của điện thoại. Tức là các bạn khi các bạn mua điện thoại thì các bạn hỏi cái điện thoại này là 64GB hay là 128GB, có cần phải gắn thẻ nhớ thêm không, phải mua thẻ nhớ thêm không. Khi ta vậy thì nó rất là phiền tối. Và một cái khi ta mua cái điện thoại mà ta đã quan tâm những cái GB đó thì nó cũng không có rẻ. Thì đây là cách làm để ta giảm cái chi tiêu, cái kinh phí xuống dành cho những bạn có cái mức kinh phí nói chung là cũng cơ bản. Thì khi ta đồng bộ lên đó thì ảnh ta sẽ lưu lên trên cái Google Photo này hết. Đấy, hình ảnh ta sẽ lưu lên đây hết. Và chúng ta sau khi chúng ta lưu rồi thì ta có thể giải phóng vùng nhớ là xóa sạch những hình ảnh nằm trong điện thoại đó. Thì khi mà chúng ta có mất cái điện thoại chăng nữa, ta chỉ cần khóa tài khoản thì những người nào mà có lượm được cái điện thoại ta cũng không bao giờ vô coi được cái những hình ảnh đó. Thì lúc này ta cũng chẳng cần phải quan tâm mà ta không phải mua cái điện thoại là 64GB hay là 32GB gì cả. Ta chẳng cần quan tâm cái đó nữa. Ta chỉ cần mua cái điện thoại nào mà ta xử lý nó nhanh ha, cái RAM nó lớn là được. Rồi, như vậy thì để đồng bộ thì trước tiên các bạn phải chuẩn bị bước là cài đặt Google Photo. Để cài đặt Google Photo thì trước tiên chúng ta sẽ vào cái mục là CH Play ha. Đấy, app Google. Rồi ở đây các bạn cũng lưu ý là chúng ta sẽ gõ là Google Photo để cho chắc ăn. Tại nhiều khi ta gõ chữ photo không người ta sẽ ra những cái app đó ta cái nhầm lẫn của Google, thì vô tình ta để đánh mất thông tin về hình ảnh chúng ta cho những đối tượng xấu. À, giờ ta gõ dù sơ sử ta gõ Google. Rồi. Photo. Đó. Rồi tìm kiếm. Như vậy thì khi ta gõ xong người ta thấy là có chữ Google Photo nè. Đó. App Google Photo ở dưới nó đề là Google LMC đó. Như vậy là chắc chắn là của Google rồi. Chúng ta chỉ cần tải về thì máy này đã được cài đặt rồi. Do đó tôi chỉ hướng dẫn sơ qua phần này ha. Này, sau khi ta cài đặt xong thì ta có cái biểu tượng Google Photo ở đây đó, Google Photo chúng ta nhấp vào đây. Thì lần tiên cài đặt mà lần tiên ta đăng nhập vào thì sẽ hỏi là cập nhật cái chủ đề yêu thích của bạn hay không. Chúng ta chọn bật. Rồi khi ta bật thì nó sẽ xuất hiện cái danh sách tài khoản của chúng ta. Nếu đây chúng ta chỉ có một tài khoản thì nó sẽ chọn cái tài khoản đó làm mặc định. Còn đây ta có nhiều nó sẽ hỏi. Rồi ta sẽ chọn cái tài khoản mà ta mới vừa cài vào. Rồi. Rồi thì sau khi yêu cầu ta đăng nhập rồi thì ta thoát nó ra. Thoát ra hết. Và trả lời về phần hành chính. Ta vào lại cái biểu tượng của Google Photo. Rồi thì lúc này Google Photo hỏi là bạn có cho phép truyền ảnh không thì chúng ta cứ cho phép. Rồi cho phép truy cập cái truyền ảnh chúng ta, cho phép. Rồi sẽ hỏi là bạn có muốn bật sao lưu không, thì ở đây chúng ta chọn cái tài khoản. Nếu chúng ta chỉ có một tài khoản thì nó sẽ lấy tài khoản đó là mặc định. Ở đây chúng ta chọn tài khoản rồi bật sao lưu. Rồi bước kế tiếp là sẽ hỏi ta là sao lưu với bộ nhớ đệm miễn phí không hạn. Thì cái này á là mình khuyên những bạn nào mà xài cái tài khoản là email mà gọi là a@gmail.com thì cái đó là cái email bình thường, thì Google chỉ cho chúng ta 15GB mà thôi. Thì nếu mà chúng ta chọn với cái hình ảnh mà chất lượng gốc như thế này thì chúng ta sẽ không có đủ dung lượng để
lưu trữ, do đó chúng ta sẽ chọn là chất lượng cao và bộ nhớ miễn phí. Thì khi những bạn mà xài những cái Gmail bình thường á thì chọn là cái chất lượng cao và bộ nhớ miễn phí thì nén ảnh sẽ nén lại ha, hình ảnh chúng ta sẽ bị nén lại nhưng mà vẫn giữ được cái chất lượng, nói chung là cũng vừa đủ cho chúng ta xem thôi, vừa đủ đẹp. Còn ở đây tôi sử dụng là mail là của mail giáo dục Edu, nó không giới hạn về lượng mua nhớ, mình sẽ chọn là cái gốc không bị giới hạn bộ nhớ, thì bản giáo dục thì sẽ không giới hạn vấn đề đó. Rồi bước hai là sao lưu qua dữ liệu di động, tức là dữ liệu 3G hay là không có wifi. Thì cái này bình thường là cái chức năng sao lưu này nó sẽ sao lưu khi điện thoại các bạn truy cập vào wifi thì nó sẽ sao lưu. Còn ta muốn như sao lưu luôn lúc mà ta sử dụng 3G thì nếu các bạn đăng ký 3G miễn phí á, các bạn sao là người xài xuyên suốt là không có bị giới hạn về tốc độ 3G á, thì ta bật nó lên đấy. Còn các bạn xài wifi không xài 3G, tại vì khi chúng ta sử dụng chức năng này mà chúng ta bật 3G thì rất là tốn nhiều dung lượng 3G, do đó ở đây mình chỉ bật wifi thôi, tại vì mình đi tới đâu cũng có wifi cả. Rồi vậy thì khi nào có wifi thì nó mới sao lưu. Rồi sau khi ta thì chọn các chức năng trên thì ta chọn xác nhận. Rồi thì giờ nó báo là sẽ đăng tải hình ảnh lên. Do kho dữ liệu hình ảnh của tôi không có hình, do đó nó không có tải lên. Bây giờ tôi sẽ thử chụp một cái hình mẫu thì cho nó có đồng bộ hay không ha. Đây, bây giờ sẽ mở máy ảnh lên rồi mình sẽ thực hiện chụp. Đấy. Thì mình chụp cái xe này đi ha. Rồi vậy là xong. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái phần kiểm tra thư viện hình ảnh của mình, tức là hình ảnh lưu trên điện thoại này có hình hay chưa. Đây và có hình rồi đấy. Rồi bây giờ mình sẽ vào bên cái Google Photo. Thì các bạn để ý khi mà nó đồng bộ thì ở trên đây cái góc đây nó xuất hiện cái biểu tượng Google Photo nè, góc trên màn hình này nè đó. Và bây giờ mình sẽ thoát ra và mình trở lại Google Photo. Rồi nó đã đưa hình ảnh lên đây các bạn thấy chưa. Đấy rồi, như vậy là ta đã thực hiện thành công. Bây giờ ta có thể mở máy tính lên ha, thì ta đăng nhập vào tài khoản Google để ta kiểm tra coi nó có đưa lên đó không. Rồi bây giờ tôi sẽ vào Chrome và tôi đăng nhập cái tài khoản Google tại cái mục các ứng dụng của Google, thì tôi sẽ chọn là photo đây hoặc là ảnh. Rồi tôi sẽ chọn ảnh. Rồi và đây là những hình ảnh mà tôi đã chụp trên điện thoại, thì nó đã được đưa lên đây và nó có hiển thị ngày luôn. Thì từ đây các bạn có thể tải hình ảnh về máy tính. Đấy, tải về máy tính. Lưu hình thành tải về máy tính. Thì cách này áp dụng cho các bạn mà nào làm giáo viên á, ta có thể cho học sinh làm bài trên cái phiếu học tập, rồi ta chụp bằng điện thoại, sau đó ta mở máy tính lên, chúng ta tải về và chúng ta trình chiếu lên trên hình chiếu, sửa bài cho các em cũng rất là hay. Vậy là xong, mình vừa hướng dẫn các bạn đồng bộ hình ảnh với tài khoản Google trên điện thoại smartphone. Thì ở video kế tiếp mình sẽ hướng dẫn các bạn đồng bộ quá dữ liệu trên máy tính và điện thoại di động. Việc này sẽ rất hữu ích cho các bạn làm công việc văn phòng hoặc là làm giáo viên. Người ta có thể lưu giáo án trên Google và hoặc là những cái tài liệu trên smartphone, để khi chúng ta đi cần thiết chúng ta có thể lấy ra sử dụng bất kỳ lúc nào. Nếu thấy video hướng dẫn
của mình hữu ích và tốt cho các bạn, thì hãy nhấn like và đăng ký kênh để được xem những video hướng dẫn mới nhất của mình. Chào tạm biệt các bạn.